Hello, hello, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ, kính thưa quý vị, hiện tại mình đang ở bên Canada. Rất là bất ngờ khi mà mình phát hiện ra được một cái chỗ này, quý vị, nó giống y chang như là một cái trung tâm thành phố của New York vậy đó mọi người. Không ngờ giống y chang cái New York luôn. Thì để mình sẽ đi vòng vòng ở đây và mình sẽ quay lại cho quý vị coi thử coi nó có giống Times Square của New York mình hay không nha quý vị. Mình tới đây rất là nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu tiên mình tới cái chỗ này, tại vì những lần trước á mình đi những cái chỗ khác không à, mỗi lần tới du lịch ở đây thì đi một cái chỗ khác nhau, nó không có giống nhau. Hơn 10 giờ tối rồi nha mọi người, người ta đi tấp nập hết trơn, đúng là khu du lịch nha cả nhà, khu du lịch. Xa vời lắm, cây đờn nằm ngay kia kìa, cây đờn nằm ngay kia. Hả, thế nào? Mình đi bộ. Tưởng đâu xa lắm, ai về mình đi một đường vòng, mình đánh đường vòng rồi tới đây chở đèn chớp 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 là mà nằm ngay khách sạn. Quá trời người, ở đây người Ấn Độ nhiều nha mọi người. Ôi ôi, sao mà chỗ này, khu vực này nhiều ánh đèn sáng sáng trưng vậy trời. Anh, em muốn chụp tấm hình ở đây anh ơi. Đúng là một thiếu sót nếu như mình không lại đây nha. Quá đã luôn. Quá đã luôn nha mọi người. Quá tuyệt vời. Giống y chang như New York. New York thu nhỏ. Hai cha con à, ê, cái cô kia đây phút à. Oh my god. Wow, quá đẹp luôn cả nhà. Anh, một thiếu sót nhỏ nếu như mình không tới đây anh. Đúng không? Thế là mình đi tới đây á, đẹp quá. Sorry. Quá đẹp luôn. Giống y chang Times Square vậy đó. Anh ấy rủ Henry xuống đây không anh? Ở đây quá vui luôn mọi người, quá vui luôn. Đây, phố đi bộ nha. Đẹp chết 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 chết. Anh Henry á, thì ở trên phòng để làm homework, làm bài tập. Còn ba với má thì nên đến bài, không có thích ngắm cảnh. Chỉ có hai vợ chồng cũng hên kéo nhau ra đây, coi nè mấy Ben. Nên hai vợ chồng kéo nhau ra đây nha, vui nha mọi người. Hôm qua đã không ra đây được là một thiếu sót, tại vì nếu mà ngày mai mình đi ban ngày á thì mình sẽ không có thấy những cái cảnh đẹp giống như vậy đâu. Mấy cái cảnh này á đèn chớp 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 không khác gì New York, nhưng mà chỉ có về đêm thì mình mới thấy được, còn nếu mà ban ngày á mình sẽ thấy nó cái kiểu khác mọi người. Ban ngày thì mình đâu có thấy đèn, ban đêm mình mới thấy đèn nha. Đây là lần thứ năm mình tới Niagara Falls, nhưng mà mỗi lần thì mình có ngắm một cái vẻ khác nhau nha mọi người. Mấy lần trước mình đi á thì nhận mấy người Việt Nam đi du lịch qua đó, đi bên New York mà không có qua bên Canada. Qua bên Canada lần này là lần thứ ba, nhưng mà mấy lần trước á thì mình không có ngắm buổi tối ở Canada, nên là lần đầu tiên mình thấy cái cảnh này luôn cả nhà, lần đầu tiên nha. Quá đẹp luôn. Đây ngay chỗ cái khách sạn Travelodge, ngay cái khách sạn đó và khách sạn Hilton để nằm ngay kia đó, rất là nhiều thứ hay ho. Ở trong đó có cái nhà hàng Wendy ở đây Canada, không biết trong đó giống như có trò chơi một con nít gì đó. Đi mình đi tiếp xuống dưới kia đây, đi tiếp xuống dưới kia đây, đi tiếp xuống dưới kia đây.
Wow, đẹp đẹp nha cả nhà, đẹp nha, cái này giống ở dọc phe. Anh, I want one picture here, anh, please. Anh ơi, giống dọc phe mọi người. Đẹp nha, đẹp nha. Em muốn một tấm ảnh. Đẹp nha, đẹp nha, đẹp nha, đẹp. Ở đây rất đẹp nha mọi người, rất thích hợp cho ai thích tới đây để mà chụp hình nè. Rồi vòng vòng đây thì bán nhiều đồ ăn, đủ hết mọi loại món ăn vặt luôn á. Tại vì nhà mình mới đi ăn về nên đẹp mình không, đẹp không? Không có cảm thấy đói nên không có mua đồ ăn. Chứ ở đây cũng có bán rất là nhiều đồ ăn vặt nha, bán kem, bán đồ, không thiếu một món nào hết. Và vòng vòng bán đồ lưu niệm nè, rồi bán nói chung là những cái nhà hàng, những cái mà cửa hàng đó. Bỏ tiền vô cái ống cho vòng. Oh my god. Một, hai, ba, tròn. Còn biết không, đi miếng cho trên hàng ra. Ở trong này có cái núi lửa này, có cái khu để cho người ta vô đây chơi đánh banh này, đánh góp. Đúng là lần đầu tiên mình tới đây luôn. Mình thường đi qua đây rất là nhiều lần. Cái banh nhỏ này. Cái núi đó lâu lâu nó tịt lửa ra. Không biết là bao lâu mới tịt lửa. Đứng ngay cái góc này quá là đẹp luôn mọi người. Nãy giờ mà cứ mê mẩn đấy là cái đẹp, cái ché ché. Ở trong này có cái tiệm bán này thì chắc là bán đồ lưu niệm, gift shop. Để được coi bán gì hay ho không. Wow. Oh, đẹp quá nè, chìa khóa đẹp quá nè. 6-7 đô một cái. 7 đô một cái, chìa khóa. Oh, nó con gấu này đẹp không. À, con bạch tuộc à. Con khỉ, băng kỳ. Em mua này làm gì chạy. Đồ lưu niệm. Rất là nhiều đồ nha. In hình Canada, Niagara Falls. Bên này có bán áo, bán mũ. Cái nón này nhiều cái không ta? $26. Hát kiểu này. Thường bên Mỹ bán chừng 5-10 đô nha. 26 đô. Đúng một cái chỗ bán đồ lưu niệm này, áo này cũng 27 đô một cái nha. Thì đô này chắc đô Canada. 30 đô một cái. Đô Canada. Này bán đồ mùa đông. 60 mấy đô một cái. Khiếp nhỉ. Đây Mỹ bán chừng 10 mấy 20 đô. Chỗ bán đồ lưu niệm mà du lịch. Đủ mọi hình thù, móc khóa. Không thiếu cái gì nha mọi người. Chén đĩa.
Bán một lúc mà 5 cái luôn, 4 5 cái luôn hả chứ bạn cái. Thôi, đây chủ yếu bán mấy cái đồ lưu niệm, chìa khóa rồi, đây có cái giỏ xinh nữa nè. Ui cha. 77 đô nha mọi người. Ai mà thích xôn xao hột lựu. Ui cha. Đẹp dễ sợ ta. Mà bán tới 78 đô lận. Ai thích xương sao hột lựu thì mua này. Nhà 18 đô. Ồ, ở ngoài đây còn có nhiều cửa hàng khác ngoài đây nữa nha. Đây vui nha mọi người. Burger King to chả bã. Ồ, đây là một cái đoạn đường khác mình chưa biết được rồi đó. Ôi cha. Hay quá vậy ta. Burger King ở góc đường khác. Quá trời nhiều thứ hay ho luôn cả nhà. À, cái khách sạn hồi nãy mình đã ở nằm đây nè, xíu nó đi lại giờ hướng đó. Cái giỏ này cũng dễ thương, bán 24 đô. Quá trời đồ lưu niệm luôn. Tắt rồi. Ở đây cái khu vực bán kem. Đủ mọi loại kem luôn nha. Mà không biết bao nhiêu cây, không biết. Tại mình không có muốn ăn. À họ cũng rẻ chứ anh. 3-4 đồng. Anh muốn kem ăn không? Tùy lại nha. 3-4, 5-6 đồng gì đó. Quá trời vui lên mọi người. Em mình về mình tắm rửa xong rủ ba má xuống đây không? Rủ ba má xuống đây cho ông bà biết. Giống mấy trang Times Square luôn. Hỏi em rủ Henry xuống đây cho nó ăn kem chắc nó xuống. Nó có nhiều trò chơi cho mấy đứa bé chơi à, giống ở biển Casino Pier gì đó. Coi 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 tình mẫu tử, tình mẫu tử. Ở đây là tình gì ta, cha con kêu là gì? Không biết là mọi người, tiếng Việt ngu luôn. Mẹ là tình mẫu tử, còn cha với con là gì? Tình gì? Phụ tử hả? Chắc phụ tử quá. Ôi cha sao nhìn giống Times Square quá vậy trời. Có Ruby Tuesday đây kìa. Oh my god. Đây chi vậy? Đi, let's go. Ca sĩ hả? Ồ, vô trong đây chụp hình với tài tử được nè anh. Phải mua vé hay gì vậy anh? Ồ, đây có phim ticket nè. Trong đây nhiều nhiều tài tử nha. À. Toàn diễn viên nổi tiếng tài tử ở trong đó không à. Đi anh ơi, đi anh ơi. Đi 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 đi. Cái đồ này mấy đứa nhóc có thích nè. Ông này xíu ông nói nha. Be sure to visit the Monster Gallery in Movie Land. Ông nói đâu? Có nhiều thứ hay luôn anh. Cái bong bóng này làm sao ngộ anh? Bong bóng này nè. Mình nó
bong bóng mà bong bóng clear si tu đang bán. Khôn á 6 đồng 99, deluxe 7 đồng mấy kìa, water 2 đồng 99. Vậy mà mấy lần trước mình chưa bao giờ tới đây anh? Đâu có, anh chưa bao giờ tới sao anh biết được xe chạy? Anh chưa bao giờ tới sao anh biết xe chạy? Bây giờ em đóng đường luôn. Thì đó là cái cách mà người Mỹ người ta hưởng thụ đó mọi người. Lâu lâu lấy vacation đi chơi hoặc là những cái ngày nghỉ lễ đó đi chơi cùng gia đình thì mình làm được thì mình xài được, mình xài rồi thì sau đó mình làm tiền lại có. Chứ cứ đi làm mà giữ tiền khư khư ở trong người á, thì nói nước Mỹ chán là cũng không đúng đúng không mọi người. Đây là cái cảnh mà cái thác mình ngắm bữa hôm trước và có pháo bông đó. Thì video bữa hôm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã xem video tới giờ này. Quý vị đừng có tiếc một cái like cho Mai Vũ nha quý vị. Còn ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm một cái đăng ký cho Mai Vũ. Xin chào.